Các bạn thân mến, hôm nay thầy làm một cái video mà nói về vấn đề xem ngày tốt xấu, rồi ngày cưới hỏi, ngày chôn cất và tất cả các cái về xem. Thế thì để mục đích là phổ cập lên cộng đồng, nó là một cái ứng dụng cho cuộc sống để mọi người xem mà học kỹ từng điều thầy nói, từng lời thầy nói, thì khẳng định sau khi học xong các bạn là sẽ xem được ngày thì theo ý muốn. Nhà ai cũng phải xem thôi. Thế nhưng sau khi thầy dạy thì các bạn sẽ nắm được. Vì vậy mời các bạn theo dõi là cái trình bày của thầy về xem hàng ngày và tốt xấu như thế nào. Hôm nay thầy phổ biến với các bạn về cái hợp xung và hình hại của các địa chi. Cái đầu tiên thầy nói đến Tý. Thế cái Tý thì các bạn thấy nó hợp mới xỉu, nhưng nó hình mới mão, đúng không nào? Tam hợp với cái gì? Tam hợp với Thìn. Và nó xung với cái gì? Nó xung với Ngọ. Và nó hại cái gì? Nó hại Mùi. Và nó tam hợp với gì nữa? Với Thân. Đấy. Thế trong cái hành cái chi mà Tí này thì bạn phải hiểu được rằng là nó tam hợp với lại gì? Thân với Thìn. Đấy. Thân Tí Thìn mà. Nó hình với Mão, nó xung với Ngọ và nó hại Mùi. Đấy là về địa chi là Tí. Thế bây giờ thầy tiếp tục phân tích đến các bạn. Thì vì nhiều bạn là không nắm được, cho nên bắt buộc thầy phải làm. Thế về Sửu, Sửu thì nó hợp với cái gì? Nó hợp với Tí. Nó tam hợp với cái gì? Nó tam hợp với Tỵ. Và nó hại cái gì? Nó hại Ngọ. Cái này bạn phải nhớ nha. Và nó hình xung với cái gì? Nó hình xung với Mùi. Và nó lại tam hợp mà với Dậu. Và nó hình với Tuất. Thế thì vậy, về cái địa chi Sửu này thì bạn phải nhớ rằng gì? Là nó tam hợp với Tỵ, tam hợp với Dậu, và nó hình với Tuất. Nó hại Ngọ nha. Thế thì và nó hợp với gì? Nó hợp với Tý nha. Trong lục hợp ấy, nó hợp với Chí. Thế còn tiếp đến thì giới thiệu với các bạn về một cái địa chi nữa, tức là Tý Sửu, xong bây giờ là đến Dần. Thế thì Dần thì nó hình hại với Tỵ nha. Và nó tam hợp với Ngọ. Và nó hình xung với gì? Với Thân. Và nó lại tam hợp với Tuất. Và nó hợp với cái gì? Trong lục hợp ấy, nó hợp với lại Hợi. Bạn nhớ chưa? Thế tiếp đến là hành Mão. Mão thì nó hình với cái gì? Nó hình với Tý nha. Nó hại Thìn. Và nó tam hợp với cái gì? Nó tam hợp với lại Mùi. Và nó xung với cái gì? Nó xung với Dậu. Đấy. Và nó hợp với Tuất. Và nó tam hợp với Hợi. Nhớ chưa? Thế đến tiếp đến là Thìn. Thìn thì nó tam hợp với Tý. Tam hợp với cái gì? Với Thân. Và nó xung với Tuất. Và nó hợp với Dậu nha. Nhớ là nó hợp với Dậu. Và nó hình với Thìn. Và nó hại cái gì? Nó hại Mão. Đấy, thế bạn nhớ được cái này thì khi bạn xem ngày, xem giờ cho người ta thì bạn biết hợp hại hình xung để bạn tránh nó ra. Thì tiếp đến thầy phân tích đến cái Tỵ, chi Tỵ. Tỵ thì nó tam hợp với gì? Với Sửu. Nó hình hại với cái gì? Với Dần. Và nó hợp hình với cái gì? Với Thân. Và nó tam hợp với Dậu. Và nó xung với gì? Xung với Hợi. Tiếp đến là chi Ngọ. Ngọ thì nó xung với đâu? Nó xung với Tý nha. Và nó hại cái gì? Nó hại Sửu. Và nó tam hợp với Dần. Và nó hình với cái gì? Nó hình với Ngọ. Và nó hợp với cái gì? Nó hợp với Mùi nha. Và nó tam hợp với Tuất. Tiếp đến là chi Mùi. Địa chi tức là Mùi. Mùi thì nó hại với cái gì? Hại Tý. Và nó hình xung với Sửu. Đấy. Và nó tam hợp với cái gì? Nó tam hợp với lại Mão. Và nó hợp với Ngọ. Và nó hình nó hình với là gì? Với Tuất. Và nó tam hợp với Hợi nha. Về Thân thì nó tam hợp với Tý. Và nó hình xung với Dần nha. Và nó tam hợp với Thìn. Hợp hình với lại gì? Tỵ. Đấy. Và nó hại ở cái gì? Nó hại là
Hợi nha. Thế tiếp đến là Dậu. Dậu thì nó tam hợp với Sửu nha, nhưng nó lại xung nha với Mão, và nó hợp nhị hợp tức là lục hợp đấy, với Thìn nha, và nó tam hợp với Tỵ nha, và nó hình với gì, hình với Dậu nha, và nó hại cái gì, nó hại Tuất đấy. Thế nó hại Tuất mà bạn bố trí với nó là bạn chết, cho nên là ta phải nắm rõ những cái này. Bây giờ đến Dậu thì Dậu nó tam hợp với Sửu nha, nó xung với đấy, nó xung với Mão nha, nó xung với Mão, nó hợp với Thìn đấy, nó tam hợp với Tỵ, và nó hình với gì, hình với Dậu nha, và nó hại cái gì, nó hại Tuất. Đấy là nói về Dậu. Thế còn nói về Tuất thì Tuất nó hình với cái gì, nó hình với Sửu, nhưng nó tam hợp với Dần, và nó hợp với cái gì, hợp với Mão, và nó xung với cái gì, nó xung với Thìn nha, và nó lại tam hợp với gì, với Ngọ, và nó hình với cái gì, nó hình với Mùi, và nó hại cái gì nha, nó hại là Dậu đấy. Đấy là thầy nói về Tuất. Thế thầy nói về Hợi thì hợp với cái gì, nó hợp với Dậu đấy, nó tam hợp với cái gì, nó tam hợp với Mão, và nó xung với cái gì, nó xung với Tỵ, và nó tam hợp với gì, với Mùi, và nó hại cái gì, nó hại Thân. Thế thì trong cái thiên can địa chi các bạn phải nắm được là hợp xung hình hại của các địa chi. Thế thì như thầy vừa nói về địa chi Tý thì bạn nhớ rằng nó hợp với những cái gì, nó hợp với Sửu, được chưa nào? Tý với Sửu nó hợp với nhau, thế vậy là trong lục lục hợp ấy, Tý Sửu Dần Hợi được chưa, Mão Tuất đúng không, Mão Tuất Thìn Thìn Dậu nhá, Tỵ với Thân, Ngọ với Mùi, đó là lục hợp. Thế còn cái tam hợp cục thì ai cũng biết rồi. Thế thì cái lục hợp ấy là cái mà các bạn phải nhớ, và cái nữa là cái hình, cái hại và cái xung là bạn phải nhớ nha. Thì bạn mới xem được ngay. Ngoài những cái này ra thì theo dân gian vùng 5, 14, 23 các bạn nên tránh. Và ngoài cái này ra thì đến ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27 đó là ngày Tam Nương cũng nên tránh. Tam Nương Nhật Nguyệt là bạn phải tránh. Thế sau đó là những ngày sát, sát gì? Sát năm, sát tháng, sát ngày, sát giờ. Đấy. Thì bạn bỏ đi. Thì tùy theo những cái xem cưới hỏi nó khác, xem cái việc làm nhà động thổ nó khác, bạn có thể linh động nha, trong cái xung sát nha, để cho nó phù hợp. Thì hôm nay thầy nói với các bạn, cũng vì rất nhiều bạn không hiểu, cho nên hôm nay thầy buộc phải để làm cái video này nha, để truyền dạy đến các bạn. A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, trong cái tính ngày sát ấy, thì các bạn nhớ trong dân gian có cái bài thơ như thế nào? Riêng rắn, hai chuột, ba dê nằm, bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm, bảy heo, chín ngựa, tám sửu, một cọp, mười gà, chạp rồng sân. Tức là một cọp là tháng 11, đấy, tháng 10 là tháng gà, tức là Dậu, tháng chạp là tháng Thìn. Thế vậy, cái ngày sát chủ trong năm được tính theo lịch âm. Đây, hôm nay thầy nói rõ để các bạn phải ghi nó vào cụ thể như sau. Thế ngày sát chủ âm ấy, tháng 1 nha, thì bạn nhớ là đó là ngày Tỵ. Ngày sát chủ âm tháng 2 nó là ngày Tý. Đấy. Ngày sát chủ âm tháng 3 nó là ngày Mùi. Ngày sát chủ âm tháng 4 nó là ngày Mão. Và ngày sát chủ âm tháng 5 nó là ngày Thân. Và ngày sát chủ âm tháng 6 nó là ngày gì? Là ngày Tuất. Và ngày sát chủ âm tháng 7 nó là ngày Hợi. Và ngày sát chủ âm tháng 8 nó là ngày Sửu. Ngày sát chủ âm tháng 9 nó là ngày Ngọ. Và ngày sát chủ âm tháng 10 nó là ngày Dậu. Ngày sát chủ âm tháng 11 nó là ngày Dần. Và ngày sát chủ âm của tháng 12 nó là ngày Thìn. Thế thì những cái ngày sát chủ âm đấy thì người ta thường dùng vào những cái hoạt động liên quan đến tâm linh. Đấy. Thế. Ngoài ra những hoạt động khác nó
nó thuộc về về vấn đề là dương gian thì là nó không ảnh hưởng. Cái chủ yếu cái ngày sát thủ âm này vào những vấn đề tâm linh như mộ miếc rồi những cái chuyện ngày rỗ ngày nọ ngày kia đấy thì các bạn nên làm dựa vào đó mà làm. Thế còn tiếp theo cái ngày sát chủ dương là bạn cũng phải nhớ tháng 1 thì có ngày Tý, tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 9 thì có ngày Sửu, tháng 4 thì có ngày gì? Ngày Tuất. Tháng 5, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng Chạp thì nó có ngày nào? Nó có ngày Thìn và tháng 11 nó có ngày Mùi. Thế vậy những cái ngày sát chủ dương này ấy, nó sẽ có những cái ảnh hưởng đến công việc như là gì mua bán, mua sắm rồi cưới xin rồi nọ kia, vân vân. Đấy. Nó liên quan đến công việc thường nhật. Đấy. Hàng ngày và sự nghiệp tài vận và sức khỏe của con người. Thế cái này là ngày sát chủ dương mà áp dụng vào những cái đó. Thế còn cái ngày sát chủ, xem ngày sát chủ thì bạn cũng phải nắm rõ giờ sát chủ của từng tháng. Thế cụ thể thầy nói luôn, giờ sát chủ của tháng 1 và tháng 7 là giờ Dần. Giờ sát thủ của tháng 2 và tháng 8 là giờ Tỵ. Và giờ sát thủ của tháng 3 và tháng 9 là giờ Thân. Và giờ sát thủ tháng 4, tháng 10 là giờ Thìn. Giờ sát thủ tháng 5, tháng 11 là giờ Dậu. Và giờ sát thủ tháng 6, tháng 12 là giờ Mão. Các bạn lấy giấy bút ghi vào nha. Thế còn cái tháng sát chủ ấy, thì tháng riêng sát chủ vào ngày Tỵ. Tháng 2 sát chủ vào ngày gì? Ngày Tý. Tháng 3 sát chủ ngày Mùi. Tháng 4 sát chủ là ngày nào? Ngày Mão. Tháng 5 sát chủ vào ngày Thân. Tháng 6 sát chủ vào ngày Tuất. Và tháng 7 thì là sát chủ vào ngày Hợi. Tháng 8 là ngày Sửu. Tháng 9 sát chủ vào ngày Ngọ. Cái này thì quá dễ có gì đâu. Tháng 10 sát chủ ngày Dậu. Tháng 11 sát chủ ngày Dần. Tháng 12 là sát ngày Thìn. Đấy. Thế còn cái ngày giờ sát chủ, ngày Thìn mà cái giờ sát chủ thì tháng riêng ấy, và tháng 7 thì sát chủ tại giờ Dần và giờ Tý. Tháng 2 và tháng 8 sát chủ vào giờ Tỵ. Tháng 3 và tháng 9 thì sát chủ vào giờ Thân. Tháng 4 và tháng 10 sát chủ vào giờ Thìn. Tháng 5 và tháng 10 sát chủ vào giờ Dậu. Tháng 6 và tháng 12 sát chủ vào giờ Mão. Thế thì còn những cái ngày Nguyệt Kỵ thì các bạn đều biết rồi, mùng 5, 14, 23. Cái ngày Tam Lương thì thầy cũng nói rồi, ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 27. Thì những cái việc này như mở cửa hàng, khai trương thì không tốt. Đấy. Thế còn các cái tháng đại bại thì bạn cũng nên nhớ là kỵ, cưới hỏi, xây nhà, những cái tháng khắc kỵ. Thì bạn phải nên coi cái hàng can của mỗi năm theo bảng lập mà thầy vừa bảng mà thầy vừa đọc vừa rồi. Năm Giáp, năm Kỷ. Thì tháng 3 đại bại ở ngày Mậu Tuất. Đấy. Năm Giáp, năm Kỷ. Thì tháng 7 đại bại ở ngày Quý Hợi. Và cũng là năm Giáp, năm Kỷ thì tháng 10 đại bại ở ngày Bính Thân. Đấy. Năm Giáp, năm Kỷ thì tháng 11 đại bại ở ngày Đinh Hợi. Thì các bạn cũng nên tránh. Và nên tránh những ngày thì tháng gọi là sát chủ. Kỵ như cất nhà rồi cưới gả chôn cất. Thì những ngày sát chủ tháng thì như thầy vừa đọc rồi. Tháng Tý, tháng Sửu, tháng Tuất, tháng Mùi, tháng Thìn. Thì là những cái tháng người ta là đại kỵ. Thì ngoài ra các bạn phải nắm được cái gì? Nắm được cái tam hợp là Dần Ngọ Tuất. Đấy. Hợi Mão Mùi. Thân Tý Thìn, Tỵ Dậu Sửu để mà chọn cái tuổi tam hợp để chọn nó với nhau. Còn cái nhị hợp thì bạn cũng phải nắm rõ, Tý hợp với Sửu, Dần hợp với Hợi, cái này thì ai chả phải nhớ. Mão hợp với Tuất, Thìn hợp với Dậu, Tỵ hợp với Thân, Ngọ hợp với Mùi. Cái này là các bạn là học phong thủy là phải thuộc quanh vách. Nói Thìn hợp cái gì phải trả lời với Dậu nhỉ, Dần hợp cái gì phải trả lời với Hợi chứ đúng nào, Ngọ hợp cái gì phải trả lời với Mùi chứ, Tý hợp cái gì phải trả lời với Sửu chứ. Hình vách như thế thì mới xem được. Còn trong cái xung hình hợp ấy, của các địa chi ấy, thì các bạn nên lưu ý đến cái mối quan hệ hợp xung hình hại của các địa chi và căn cứ vào mệnh lý ấy, để đoán mệnh. Đó là một trong những yếu tố và là những căn cứ của mệnh lý học dùng để luận đoán vận mệnh của con người. Cho nên là thầy phổ biến lên, các bạn cũng nên nhớ là những cái mà thường gặp là cái xung, cái hình, cái hại thì mệnh cục thì nó chắc trở tương tự thì trong những cái trường hợp đó thì gặp nó hung. Thế còn những cái hợp ấy thì tương hợp ấy thì gặp thì nó cái hung thì nó hóa cát, mọi việc nó thuận lợi. Thế trong cái ấy, xung hợp thầy vừa nói với các bạn ở trên thì các bạn nhớ rằng 12 địa chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Trong 12 địa chi đó thì nó cái tồn tại một cái mối quan hệ hợp xung hình hại
thì trong đó quan hệ tam hợp này, lục hợp này, là cát lành là phải nhớ, gặp hóa hung là nó sẽ hóa cát, mọi việc nó thuận lợi. Còn các quan hệ tứ hành xung, hình xung, hình hại, tự hình là mệnh cục nó chắc trở. Thế thì các bạn phải nhớ đấy, xung hình hại để mà nắm những cái đó. Thế trong cái tam hợp ấy, thì cái bộ ba con giáp hợp nhau trong cái can chi tam hợp ấy được xem là một cái nó để mà thuận, để mà ta trong cái mối liên hệ ngày tháng cũng như tuổi tác để mà tương hợp, để mà làm ăn. Thế còn những ngày mà xem vào những cái tuổi đó nó hợp vào những cái ngày đó thì nó rất tốt, nhưng nó bị xung hình thì phải chú ý. Thế còn là trong cái mối quan hệ phát triển để thành bạn bè đôi lứa rồi thì mọi cái để mà xem ấy, thì chúng ta cũng nên kiêng kỵ, nhưng mà cũng không phải để đến mức độ là các bạn cũng tương đối thôi. Thế còn này, các bạn nhớ cho thầy cái tam hợp hỏa cục thì nó gồm có dần ngọ tuất nha. Tam hợp hỏa cục nó có dần ngọ tuất, nó khởi từ dần, dần thuộc về gì? Về mộc, nó tiến tới ngọ thuộc về hỏa, rồi nó đi vào tuất thuộc về thổ. Cái tam hợp thứ hai là mộc cục thì nó có hợi mão mùi, thì bạn phải nhớ nó khởi từ hợi, là hợi là gì? Là thủy, và nó đi tới là gì? Mão mộc, rồi nó đi vào cái gì? Vào mùi thổ. Và cái tam hợp thủy cục thì nó gồm có thân tí thìn, nó khởi từ thân, thân thuộc kim, tiến tới tí thuộc thủy, rồi đi vào thìn thuộc thổ. Còn cái tam hợp kim cục nó là tị dậu sửu, nó khởi từ tị hỏa, dẫn tới là dậu kim, rồi đi vào sửu thổ. Còn trong cái tứ hình xung ấy, thì các bạn cũng phải nhớ là những cái nào nó xung với nhau. Đấy, thế như là gì? Là ngọ thì nó xung với gì? Nó xung với tí, được chưa nào? Nó mồi, nó xung với sửu, nó mão, nó xung với dậu, được chưa nào? Nó thân, nó xung với dần, nó hợi, nó xung với tị, dần thân thì hợi đấy, tứ hình xung đấy. Thì những cái đó bạn nhóm một thì các bạn cũng nhớ là tí ngọ mão dậu, đấy. Thứ hai là cái phần là thìn tuất sửu mùi, là bạn nhớ. Cái thứ ba dần thân tị hợi là có ba cái nhóm đó, đấy. Nhớ nhá, là nhóm một là tí ngọ mão dậu là nó xung nhau, thứ hai là thìn tuất sửu mùi, thứ ba là dần thân tị hợi. Thế thì trong cái xem ấy là bạn phải nhớ là những cái xung này là bạn phải tránh. Tứ hình xung chỉ xung xung theo cặp thôi nhá, là nó từng trong một nhóm thì nó không phải là tất cả nó đều xung nhau, mà nó chẳng hạn như là thìn tuất thì thìn nó xung với tuất, sửu nó xung với mùi nha. Chẳng hạn như tí với ngọ xung nhau, vì sao nó lại là tí ngọ nó lại xung nhau thì bạn giải thích được chưa? Chẳng hạn như là tí và ngọ nó xung nhau ấy thì vì nó là dương thủy của tí thì nó sẽ khắc cái gì? Nó khắc cái dương hỏa của ngọ cho nên nó xung. Hay là sửu và mùi nó xung nhau vì mùi nó là thổ đới cái kim, mà khắc sửu là thổ đới mộc, đúng không? Thế còn dần với thân xung nhau thì vì nó dương kim của thân, nó khắc dương mộc của gì? Của dần. Thế mão với dậu nó xung nhau. Đấy. Thì vì sao? Vì cái âm kim của dậu nó khắc cái âm mộc của mão. Nhớ nha. Cái thìn tuất xung nhau thì sao? Tuất thổ nó đới thủy thì khắc thìn thổ nó đới hỏa. Thế thì tị hợi nó xung nhau là vì cái âm thủy của hợi nó khắc cái âm hỏa của tị. Thế trong những cái xung khắc là bạn phải nhớ, và bạn nhớ cái quan hệ tứ hành xung theo nhóm là gì? Nhóm xung khắc là tứ hành xung là có tí ngọ mão dậu, thìn tuất sửu mùi, dần thân tị hợi. Còn cặp xung khắc thì bạn phải nhớ là lục xung nó có tí xung ngọ này nha, mão xung dậu này, thìn xung tuất, sửu xung mùi, dần xung thân và tị xung hợp. Thế thì tiếp đến là trong cái lục hợp thì bạn cũng phải nhớ cái lục hợp là tí hợp với cái gì? Với sửu. Dần hợp với gì? Với hợi. Mão hợp với tuất, mà phải trả lời mình vách như thế chứ, đúng không nào? Thìn hợp với dậu, tị hợp với thân, ngọ hợp với mùi. Thế tí sỉ nó hợp nhau vì sao? Bạn phải trả lời vì sao nó hợp nhau nào. Vì dương thủy của tí nó sẽ sinh ra âm mộc của sửu, thổ đối mộc mà, thì và ngược lại. Thì dần nó hợp với hợi là vì sao? Vì âm thủy của hợi nó sinh ra dương mộc của dần, và cũng là gì? Ngược lại. Vì mão tuất thì nó hợp nhau cũng vì sao? Vì dương thủy của tuất, tức là thổ đối thủy đấy, nó sinh âm mộc của mão, và ngược lại. Nó đơn giản thế thôi. Thế còn thìn với dậu nó hợp nhau là vì dương hỏa của thìn, tức là thổ đối hỏa, nó sinh âm kim của dậu, đấy, và ngược lại. Thế còn tị với thân nó hợp nhau vì sao? Vì âm hỏa của tị nó sinh dương kim của thân, và nó ngược lại. Thế còn ngọ mùi cũng vậy,
Ý, vì dương hỏa của ngọ nó sinh dương kim của mùi, nó thổ đối kim và ngược lại. Thế còn cái lục hại thì bạn phải nhớ đấy, là không được phối với nhau. Vì hai chi tương hại nó gồm có 6 cặp đấy: tí hại mùi, xỉu hại ngọ, dần hại tỵ, mão hại gì, thìn, thân hại hợi và dậu hại tuất. Thế thì tí mùi hại nhau, vì sao nó hại bạn cũng phải hiểu. Vì xỉu thì sinh tí, nhưng còn mùi thì khắc xỉu, vậy mùi hại tí. Và ngược lại, ngọ sinh mùi, đúng không nào? Thì tí khắc ngọ và tí hại mùi. Thế ngọ với xỉu nó hại nhau vì tí nó sinh xỉu, nhưng ngọ này khắc tí, vậy ngọ nó hại xỉu. Và ngược lại, mùi nó sinh ngọ, xỉu để khắc mùi, vậy xỉu nó lại hại gì? Hại ngọ. Thế còn dậu với tuất hại nhau vì sao? Vì mão nó sinh tuất, đúng không nào? Mão nó sinh tuất, dậu thì khắc mão, vậy dậu nó hại tuất. Và ngược lại, thìn nó sinh dậu, tuất nó lại khắc thìn, vậy tuất nó sẽ hại dậu. Thế còn thìn, vì mão nó hại nhau thì vì sao? Bạn phải phân tích được, vì tuất thì nó sinh mão, thìn thì khắc tuất, vậy thìn hại mão. Và ngược lại thì dậu nó lại sinh thìn, mão này lại khắc dậu, vậy mão hại cái gì? Nó hại thìn là đúng rồi. Thế còn thân hại, thân hợi hại nhau thì vì sao? Vì dần nó sinh hợi, thân nó khắc dần, vậy thân nó hại hợi. Và ngược lại, tỵ nó sinh thân thì hợi nó khắc tỵ, vậy hợi nó hại gì? Nó hại thân là đúng thôi. Thế tỵ với dần thì thầy cũng phân tích cụ thể kỹ cho các bạn vì sao nó hại nhau. Vì hợi nó sinh dần mà tỵ nó lại khắc hợi, vậy tỵ nó hại dần. Và ngược lại, thân nó lại sinh tỵ, dần nó khắc thân, vậy dần nó hại tỵ là đúng rồi. Thế người xưa người ta quan niệm rằng hôn nhân thuộc về lục hại thì nó không bền vững, vợ chồng thường xuyên là lục đục cãi cọ, con cái thì hư hỏng. Thế cho nên trong cái cưới xin là cái lục hại này là thật chú ý nha, không cẩn thận là tán giao bại sản và sát lẫn nhau đấy. Thế còn cái hình hại, hình hại là nghĩa là đôi bên nó trừng phạt nhau, bất hòa với nhau. Thế quan hệ hình hại này các bạn phải nắm được cái tượng hình trong 12 địa chi, nó gồm có 3 loại gọi là tam hình, hỗ hình và bằng hình và tự hình nha. Thế hỗ hình là tí với mão, thì tí hình mão thì mão lại hình tí, thế là hình đối đáp lẫn nhau. Nó còn gọi là có thể nói nhưng là như các cụ xưa nói là nó là vô lễ chi hình đấy. Tức là do vô lễ mà gây ra phạm pháp hoặc là sinh ra tai họa đấy. Cái này là theo cái quan điểm thì thầy cũng nói ra ở đây, để tí hình mão thì gọi là vô lễ chi hình, mà phạm tí hình mão thì mão hình tí thì đều gọi là hỗ hình đấy. Mà gọi là hỗ hình tức là hai bên đối chọi lại với nhau, nó gọi là vô lễ hình. Vì tí thủy và mão mộc thì nó tương sinh như mẹ với con, nhưng hình nhau cho nên nói nó là vô lễ. Thế còn tí hình mão thì ứng điểm là gì? Ứng điểm là dâm loạn trong nhà, trên dưới bất thuận. Đấy. Mão hình tí thì gọi là bỏ sáng vào chỗ tối, không nghe lời. Đấy. Vì mão là giờ ban ngày, nay lại hình tí là giờ ban đêm. Thì thường đường của thủy thì chẳng thông, con cái nó nên không tốt, không khỏe. Thế bằng hình thì nó gồm có hai nhóm: dần, tị, thân. Dần, tị, thân đều thuộc tứ mạnh và xỉu, tuất, mùi đều thuộc tứ quý. Thế nó là hình trong một dạng là nó hình như nó ngang bằng nhau. Thế phàm dần hình tị, tị hình thân, thân hình dần thì nó đều gọi là vô ân hình, tức là cha con nó tổn hại lẫn nhau đấy. Vô ân hình nó là cha con tổn hại nhau. Thế nói cha con vì dần nó là chỗ sinh ra tị hỏa, mà dần lại sinh lại hình tị thì tức là như cha hình con ấy. Tị nó là chỗ sinh ra thân là kim, mà tị lại hình thân, thân là chỗ sinh ra thủy để dưỡng dần mộc. Thế vậy thân lại hình dần thì ở đây nó sinh ra ở đây tức là trường sinh vậy. Thế vì dần hình tị thì nó lại là cái sự cử động có hiểm trở, tai ương, quan họa. Cái sự việc nó ở lúc trước phát sinh, nó hình mình thì mình đối đầu lại nó. Đấy, theo cái quan điểm người xưa là như vậy. Thì thầy cũng là nói ra, tại vì cái này các thầy cũng đều phải học hết. Thế chẳng hạn như cái tị hình thân thì lớn nhỏ nó chẳng thuận nhau đấy. Nó hình mà lại chính là giải, lễ ân nghĩa mà đáp lại cừu thù đấy. Thân hình dần thì người cùng quỷ thần nó hại nhau, mà trai gái chống chế lại nhau, nó hình động. Thì mối quan hệ dần tị thân nó còn được gọi là hình hại, tức là có thể nói là sự vô ân. Đấy, thầy phân tích cụ thể. Tại vì nhiều bạn không hiểu là bắt buộc hôm nay thầy phải lên
sống để thầy phân tích. Thế còn tự hình, thế nào là tự hình? Là chính mình hình thì mình, tức là tự mình có âm mưu hoặc mưu đồ dẫn đến cái phạm. Các loại tự hình nó gồm có gì? Có thìn hình thìn, ngọ hình ngọ, dậu hình dậu, hợi hình hợi. Thế phạm thìn hình thìn, ngọ hình ngọ, dậu hình dậu, hợi hình hợi thì gọi là tự hình, là tự mình cầm dao làm thương tổn mình. Cho nên hôm nay thầy phân tích cụ thể chi ly và chất lọc đưa lên để các bạn cũng như mọi các đệ tử được rõ nha. Các bạn ạ, để mà làm một cái video này thì rất vất vả, 4-5 tiếng tự quay, tự soạn bài ở trong cái đầu này, rồi tự đánh máy để mà làm trên phần mềm, để mà làm một cái video như thế này để phổ cập đến cho các bạn. Vì rất nhiều người thực lòng có nói thầy không có sức, là nhờ thầy nào thì mồ mả, nào thì cưới hỏi, nào thì nọ kia. Thế vậy mang cái kiến thức của mình để cho các bạn, để các bạn lọc nó lại, sâu nó lại thành một cái chuỗi, và từ đó các bạn có thể tự xem được rất dễ đấy. Nếu như ở cái bài này mà các bạn sâu lại toàn bộ những kiến thức thầy đã dạy, từ học xung khắc hình, từ nhật nguyệt, tức là mùng 5, 14, 23, tam lương, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 27, sâu nó lại và những ngày sát bỏ nó đi, chọn những ngày học, không có cái gì là không làm được cả. Cho nên tất cả nó đều là sự nỗ lực cố gắng cả. Thầy ngày xưa học cũng phải rất là mệt, cũng phải bền bỉ học để mới được. Cho nên rất nhiều người không làm được, cả những đệ tử của thầy cũng nhiều người là tính là thầy thấy nó cũng chưa là đúng hẳn, là chấp vá hết trang mạng nọ trang mạng kia vào với nhau rồi để mà đưa ra một cái tính, nó có cái tính tuổi thì giờ cải tạo trộn cất mà không tính được. Cho nên thầy phải làm cái video này để đưa kiến thức lên, để cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì các đệ tử của thầy, để cùng tham luận và cùng nhau để mà làm, để mà tính được. Không có phải nhờ thầy đâu cả, tự ta ra phải tính được. Thầy thì nó rất đơn giản. Kiến thức nó là khoa học, đúng không? Nó là địa lý khoa học, chứ nó không phải là tâm linh trong cái chuyện này. Thế vậy căn cứ theo những cái quy định, những cái mà quy định về tam học này, hình này, xung này, khắc này, tất cả những cái từ tam lương nhật nguyệt rồi đến mọi cái mà quy định, rồi những cái sát ngày, sát tháng, sát năm, sát giờ, đưa nó vào tính, loại bỏ những cái xấu đi, giữ những cái tốt hợp lại, thì không có gì không làm được cả. Đến giờ này cũng mất gần 5 tiếng đồng hồ thầy làm cái video này. Đến giờ này thầy đã đến lúc đã hoàn thành, và thầy sẽ cho lên trên sóng để phổ cập đến các bạn. Mong rằng những kiến thức nho nhỏ của cái ông già này ít nhiều giúp ích cho các bạn nhé. Mong rằng sẽ bớt có những cuộc gọi nhờ tính toán tuổi tiết, nhờ tính toán ngày nọ ngày kia, tự các bạn phải tính được qua cái kiến thức thầy bảo này nha. Xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video của thầy hữu ích, các bạn nhấn chia sẻ ủng hộ để kênh phát triển. Thầy xin cảm ơn các bạn. A Di Đà Phật. Xin chào, xin hẹn gặp lại ở video sau.